to đâu. Lấy chất cho mẹ. Khổng lồ luôn, rất to à, có mấy người cùi tay cùi chân cùi đầu. Tôi có cả bánh xe này, bánh xe các thứ, tôi có cả vũ khí luôn các bạn ạ, chân các thứ con người đấy các bạn ơi. Ui, cái kệ các bạn. Bây giờ xe bắt đầu nha các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái phần, mình sẽ tìm cái phần này và một cái thân để quay nha mọi người. Lấy mũ này, mình chả tìm thấy gì. Tìm được một cái. Sao lại không là màu xanh? Không quay Lego này, không quay Lego kia của mình cũng là màu xanh. Các bạn ơi, mình đang run rồi này, nhưng mà sợ con quay của Tuấn đẹp hơn lắm. Mình phải quay nó lên level 4 xong quay mạnh hơn để cho Tuấn thua. Cậu sẽ tí nữa cậu sẽ thấy sức mạnh của con quay tớ. Là con domino thế này, hả các bạn? Chắc hả hả? Nhớ dùng hai cái lưỡi kiếm này chém cho con này. Cứ dùng hai cái lưỡi kiếm này phải có cái gì đó cơ. Không có rồi. Sao tìm tụi lấy giờ không thấy nào gì? Cậu rất là đen nha. Cậu gì được. Cho con này đựng nữa nha. Đen vậy. Cậu quá đen. À. Đây có kiếm đồ chơi em lấy này. Các bạn ơi, mình chơi Lego ấy. Nếu như mình đổi trên bàn này nó sẽ rơi ra nhà, xong mọi người đi vào sẽ đau chân. Mình chúng đổ. Ta phải biết tích nhá. Chúng ta phải biết gọn gàng nha mọi người. Đổ ra đây cho đỡ gọn gàng. Đổ ra đây cho đỡ gọn gàng. Nó rất là nhiệt tình. Cái mũ Racing Boy. Racing Boy. Nhìn thấy cùng vuông vuông nào anh ta. Dễ đấy nhỉ. Đây rồi. Cuối cùng cái gì đấy nhưng mà ở giữa lại một cày. Thế nhở. Mình không biết lắp cái này à. Cái nhở. Tìm cái mà để lắp vào. Đây rồi. Years later. Các bạn ơi, con quay này rất là dày như cái bánh xe ô tô ấy. Còn con quay, hai con quay của mình nhìn mỏng như sợi tơ. Đúng rồi, mỏng như sợi tơ với lại rất non mịn, nhưng mà con quay nhỏ như này có thể quay lâu hơn bạn Tấn. Nhưng nó có cả tấn công hơn cơ. Tháo này ra xong quay. Mình hơi non. Vẫn sẽ lắp kiểu như khác nha mọi người. Mình sẽ thấp xuống một tí. Còn cái này không có nha các bạn. Để quanh. Quá rất là bền nha các bạn. Quanh bền không chừng phát nào đâu. Cái này có cả cái khiêng. Mình cũng có khiêng, nhưng mà khiêng của mình là kiếm. Khiêng của mình là kiếm. Còn bây giờ thì solo thôi các bạn nhá. Nhưng mà xem hai cái kiếm này đo như thế nào đó. Ừ, được. Nhà con quay mình này mạnh hơn con quay. Con quay phòng thủ nha các bạn. Nên mình sẽ tháo hai cái này ra. Con quay mình nhìn hơi non gà gà. Đây chính là hai cái lưỡi kiếm của mình. Nên mình sẽ tháo ra. Wow.
quay rất đỉnh nha mọi người. Con quay ở kiếm luôn nha các bạn. Mình lắp xong cũng hai cái kiếm bị gãy rồi. Một, hai, ba. Bùng nổ sư bắn. Quay mà. Đấy, con quay mình mạnh chưa? Vừa nó nỉ lên con mạnh nữa. Ê, con quay. Nó nỉ mạnh. Nó nỉ. Các bạn ơi, bây giờ ở dưới trên này ấy, mình quay nó thần rơi thôi. Ở dưới kia thì quay lâu hơn. Vì mình sẽ chọn ở dưới đất này để quay. Ngọt đấy. Người xuống đây chơi, người đang chọn con này tự nhiên bị bay màu. Đang xuất khỏi trái đất. Đen. Đen có số 102. Ai làm cơ đây? Bây giờ mình sẽ xuống dưới kia chơi nha. Mình sẽ chọn con này. Con giống dưới địa ngục đấy. Con này là thiên đàng. Con này chính là địa ngục đấy các bạn. Con này địa ngục và thiên đàng. Đây, bây giờ chúng mình sẽ xoay. Hai con này cộng với nhau thành con mày. Một, hai, oh my god, oh my god. Thôi đi. Holy shit. Ở bên nước mềm ấy. Chợ thua. Ừ, thua chắc. Chưa chắc đã thua đâu. Ha 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 ha, đó chính là người thắng nha các bạn. Oh my. Hiệp 1, tuần thắng tại vì mình quay thì vì... cái mà để quay này nó ra. Tôi mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. quay mình là bất khả chiến bại. Nam ơi. Nam ơi. Hiệp 2 này các bạn. Nam sẽ cho bé Sam ra các bạn. Và sẽ để Sam ở đây. Đi. Không được ra đây nữa. Nhìn quê vậy. 1 2 Bùng nổ sức mạnh. Oh my god. Quay màu. Quay màu. Ôi ơi, con quay mình luôn. Con rất là yếu. Yếu. Con rất là mạnh. Cố lên nha em. Hiệp 2 mình đã thắng rồi các bạn. Các bạn bao đã thua. Nó nỉ. Không, mình không làm nó mạnh đi. Lại còn làm ngon nỉ. Tại vì mình không có đủ. Đây, em sang mồm thối giúp nhà này các bạn. Còn bây giờ thì thôi lại cho con này cho kiếm vào với kết hợp. Tí mình sẽ kết hợp cho bạn xem. Mày lết bùng nổ sức mạnh. Quay lại nha mọi người. Quay quẩy vào đâu. Quay quẩy bạn qua định lỗi. Mày lết bùng nổ sức mạnh. Đứng yên một chỗ rồi bị chém đứt hai chân. Đấy, chém đứt hai chân. Vẫn đang quay. Các bạn ơi, bây giờ mình làm thua chứ có thắng gì đâu. Người đây. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai cái con quay này vào nhau xem như thế nào nhé. Xem mình nhé. Đây để tháo. Bây giờ mình vẫn để lại như thế này. Mình sẽ để lại như thế này thôi. Còn không để lại. Để quay này bỏ ra. Mình sẽ đứng nữa nha các bạn. Bởi vì mình đã rất là khác. Mình đã rồi. Rồi khó ấy. Mày chưa gãy thằng đi. À. Để lại như thế này. Con cây mình đây kết hợp với nhau nó sẽ như thế này. Chèn tê tem mình còn thiếu mấy mảnh này. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Ui nhớ là bền mà chắc chắn không non nữa rồi. Mỗi tội là cái màn nhiệt ở dưới. Các bạn biết mình phòng thủ điều gì không? Là tháo hồ mấy này ra xong quay. Vậy tháo mấy cái này ra này. Quay ấy phòng thủ. Mình nấp vào đã. Các bạn ơi, mình nấp xong rồi. Mình kết hợp lại. Nhìn nỡ như kiểu khỏe khoắn. Không ngon tí nào ấy.
Hôm nay con quay cậu tính. Mình bay sát rồi các bạn ơi. Đến bạn tính này. Con quay mình quay như cậu cầu vồng ấy, bạn nhìn này. Nhìn như kiểu cầu vồng luôn ấy. Thật luôn, mình quay lại cho các bạn xem. Đấy, nói thật, mình không đang đùa. Con quay mình rất là mạnh. Mạnh hơn cả ốc quế. Đúng rồi, con quay rất là mạnh. Mạnh đến nỗi là lớp dày, 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 dày. Quay một phát là chỉ có phòng thủ thôi các bạn ạ. Video kiếm là bất khả chính bại. Ok. Còn bây giờ mình sẽ chơi cùng nhau. Bây giờ mình phải cho nó là phòng thủ trước. Bây giờ bọn mình sẽ solo cùng nhau nha các bạn. Phòng thủ trước. Đấy là tấn công. Ui, mình thắng hai cái kiếm của mình nha. Còn nhìn nó quay mượt hơn ấy. Đừng. Ơ, đang quay mà. Thua. Ông thua rồi. Ui, sắc màu lên đi. Quay ở cậu. Ui, đẹp vãi. Các bạn ơi, bây giờ mình nâng cấp lên cho mình rồi. Đây này, đẹp chưa? Còn với lại là mình sẽ chơi ở cái bàn to to như này. Chơi ở dưới đất này dễ quá. Chơi bàn to to này khó hơn. Rơi xuống dưới đây vẫn không sao, vẫn quay như bình thường. Vậy rơi xuống đất với là thua. Bây giờ mình sẽ thi đấu và solo với bạn Bo à? Đúng rồi. Và solo đoạn tấn nha. Bắt đầu quay tấn công trước. Bây giờ chúng ta sẽ thi đấu nha các bạn. Tôi cứ tấn một, công. 1, 2, 3. Laska. Phòng thủ đi. Phòng thủ là cách tốt nhất. Con quay của bạn Bo sắp thua các bạn ạ. Bạn Bo đã bại trận. Và con quay mình vẫn quay như bình thường. Như quay như không biết gì ấy. Con quay mình đã ngừng rồi nha các bạn. Và mình đã là người chiến thắng. Hiệp 2. Bắt đầu. 1, 2, 3. Mất kiểm soát. Đừng. Ui giời ơi. Ôi sao cục va vào của tớ mà cậu lại quay mạnh hơn. Sao tớ va của cậu mà chả quay mạnh gì. Lại thua. Bạn Bo lại thua nha các bạn. Gì đây. Nổn. Bây giờ mình sẽ chơi hiệp 3 xem ai thắng ai thua. Bây giờ mình sẽ kết thúc một ván, đó chính là tấn công. Được rồi, bắt đầu thôi. Mà được đi ra cả vị trí tìm vị ma chi át tục. Bấy lết bùng nổ sức mạnh. Phòng thủ đi. Con quay của ta. Con quay bọn Bo thua chắc rồi các bạn. Mình vẫn là người thắng. Yeah, mình là nhà vô địch. Con quay vẫn xoay, sắp ngừng rồi các bạn ạ. Bạn Bo đang trơn gian nha các bạn. Bạn Bo xoay trước quay thì tôi chứ. Mình là người thắng. Yeah, nhà vô địch. Nhà địch pha kẹt. Nhà mình sẽ không pha kẹt. Vòng đấu này có trường tại Sam. Trường tại Sam làm chứng nha các bạn. Làm chứng. Sam sợ, hơi bị sợ Sam ấy. Sam đại ca mà. Đúng rồi, nhưng mà gọi là em út. Nhưng mà vẫn là người hôi. Nhưng mà vẫn là người mồ hôi nhất nhà. Người mồ hôi nhất nhà. Bây giờ bọn mình sẽ thi đấu hiệp cuối cùng. Chế ngủ lên bây giờ. Để phân thắng bại nha. 1, 2, 3. Order pizza. Quay đi đâu ấy? Ôi, bài khác rồi. Con quay cậu bài khác. Bài khác. Mình vẫn là người thắng. Hiệp 5 rồi mình vẫn chưa thắng. Hiệp 4. Bây giờ mới là hiệp 5 các bạn ạ. Bạn Bo bạn nói đủ ấy. Chứ bây giờ mới là hiệp 5. Chỗ tại Sam đi ra đi. Đi ra ha. Nào, đi ra. Đi ra để bọn anh xoay. Nó bảo là xăm vối.
bắt đầu quay nào. Bây lết bùng nổ sức mạnh. Sao ơi, nuôi ra. Nó sợ nên làm sao? Lại luôn. Trời, chưa quay bao giờ ấy. Đây tháo này đây. Có chó mạnh. Bạn bo để quay cao quá nên bị hạ độ quay xuống, bị hạ giảm độ quay xuống nên nó mới thế các bạn ạ. Chứ bạn bo mà để thấp thì ối rồi. Ối rồi ôi. Các bạn ơi, vừa năm hiệp vừa lẫy thì mình chả thắng ván nào cả. Chỉ có Tấn với Thắng thôi. Ván nào Tấn cũng thắng. Còn bây giờ thì kết thúc video rồi. Các bạn thấy mấy con quay này đẹp thì nhớ comment cho mình để làm thêm mấy video mới về con quay nữa nhá. Các bạn thấy video này hay thì mình nút like và nút subscribe nhá. Bye bye, bye. Subscribe. Đem. Bắn mãi đi. Không thua. Lại thua. Mình lại thua rồi. Bye bye.